thế lực nào đã giật dây Nguyễn Phương Hằng để quất sư Thích Minh Tuệ. Sự kiện sư Thích Minh Tuệ đột nhiên bị bà Nguyễn Phương Hằng tấn công đang là đề tài nóng hổi trên mạng xã hội. Khi sư Thích Minh Tuệ nổi tiếng, bà Hằng đang ở trong tù. Khi bà ra tù thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho sư này biến mất khỏi tầm mắt của dân chúng, không chút sủi tằm. Hiện tượng ngưỡng mộ sư Thích Minh Tuệ cho thấy sự hướng thiện bên trong con người Việt Nam vẫn còn rất mãnh liệt. Lâu nay, Phật giáo bị thành phần tu sĩ quốc doanh, hám danh, ham tiền, bôi bẩn, khiến cho xã hội mất phương hướng. Sư Minh Tuệ xuất hiện khiến lòng tin nơi con người quay trở lại. Cũng chứng điều này đã phơi bày đám ma tăng, quỷ quái, đang phá hoại đạo pháp, phá hoại đạo đức xã hội tại Việt Nam. Như vậy, câu hỏi đặt ra là khi tấm gương sư Thích Minh Tuệ sáng lên, thì những thành phần nào sẽ phải lo ngại? Thứ nhất là chính quyền sợ người dân thức tỉnh. Thứ nhì là giáo hội Phật giáo Việt Nam lo sợ những hành vi hủ bại của họ bị lột trần. Thứ ba là thành phần sư có thể đảng lộ bộ mặt ma quỷ đằng sau tấm mặt nạ tu hành của họ. Hiển nhiên, thành phần ma tăng chính là do nhà nước Cộng sản này dựng lên. Đây là thành phần dẫn dắt người dân đi theo con đường mê muội để mà đảng dễ bề cai trị cũng như dễ dàng trục lợi. Thành phần ma tăng rất đông. Nổi tiếng nhất là Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh, rồi Thích Thanh Quyết, vân vân, và còn rất nhiều kẻ khác nữa. Khi hiện tượng Thích Minh Tuệ nổi lên, ông Thích Nhật Từ cũng soi mói về con đường tu hạnh đầu đà của vị tu sĩ này. Mới đây, cộng đồng mạng đã lôi ra tấm hình vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng chụp chung với ông Thích Nhật Từ, một trong những ma tăng từng công kích sư Minh Tuệ. Từ đó dư luận đặt câu hỏi rằng có phải vì bị thành phần ma tăng đứng đằng sau giật dây nên bà Hằng mới tấn công sư Minh Tuệ hay không? Đang nói là cả giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với hàng loạt sư quốc danh từng tấn công sư Thích Minh Tuệ đều nhận cái kết ê chề. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông văn cho rằng sư Minh Tuệ không phải là thành viên của họ, nghĩa là ngầm ám chỉ thầy Thích Minh Tuệ không phải là sư. Vì ý đồ độc quyền tu hành này, giáo hội Phật giáo đã bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Ông Thích Minh Tuệ vì vô cùng thê thảm, vì tấn công sư Minh Tuệ, ông bị cộng đồng mạng moi ra tất tần tật những thứ bẩn bựa ẩn đằng sau tấm áo cà sa của ông Thích Chân Quang. Ông Thích Nhật Từ thì có vẻ biết sợ hơn nên không dám công kích trực diện ông Thích Chân Quang. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ông không xúc xỉm bị trần tù. Hơn nữa, ông từng lên tiếng tấn công một tôn giáo khác, con người chứa chất tham sân si như ông Thích Nhật Từ khó mà từ bỏ cho ai cho được. Không biết liệu có chuyện ông Thích Nhật Từ hay ai đó đứng đằng sau giật dây để mà bà Hằng tấn công sư Thích Minh Tuệ hay không. Hay đó là chủ ý của chính bà, vì bà muốn tiếp tục nổi tiếng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng bà Hằng không muốn ai nổi tiếng hơn mình nên mới tấn công một người không màng thị phi như sư Thích Minh Tuệ. Vì động cơ nào thì chắc chắn còn một điều cho rằng bà có tấn công thế nào đi chăng nữa thì sư Minh Tuệ cũng không bị tổn thương. Ngược lại, chính kẻ tấn công sẽ phải nhận lãnh hậu quả. Tấn công càng mạnh, hậu quả càng thê thảm. Ngay cả một tổ chức lớn như Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà phải còn nhận trái đắng thì khi tấn công sư Minh Tuệ, liệu bà Hằng có thể miễn nhiễm được hay không? Hiện nay, dư luận đang có những đánh giá rất tệ về bà Hằng. Người hâm mộ bà đang ầm ầm quay lưng, đấy là thực tế không thể phủ nhận. Đấy cũng là hậu quả đầu tiên mà bà phải nhận lãnh và ắt không phải là hậu quả cuối cùng. Sức mạnh của sư Thích Minh Tuệ là sức mạnh mềm. Ông không nói gì, ông không hề phản ứng gì, nhưng người tấn công lại phải gánh hậu quả nặng nề. Phải chăng tâm linh là có thật, như chính lời bà Hằng đã từng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thế lực nào đã giật dây Nguyễn Phương Hằng quất sư Thích Minh Tuệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Nóng bà Nguyễn Phương Hằng khiêu chiến thầy Thích Minh Tuệ. Vào ngày 13 tháng 10, trên mạng xã hội lan truyền một clip của bà Nguyễn Phương Hằng. Lần này bà không đề cập đến thầy lang Võ Hoàng Yên hay bất kỳ một nhân vật nào trong giới showbiz. Người mà bà nói đến chính là sư Thích Minh Tuệ. Trong đoạn clip, bà Hằng tỏ ra thách thức, nói rằng bà sẽ chứng minh sư Thích Minh Tuệ đúng chỗ nào, sai chỗ nào, và bà đã chơi thì chơi đến luôn. Bà nói rằng tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ. Nhưng quý vị nhớ một điều, Nguyễn Phương Hằng tôi quất là không thể nào trượt. Tôi nói thật, có ghét tôi, có hận tôi, cũng phải phục tôi. Rồi bà nói tiếp, nếu là sứ mệnh của tôi sẽ làm. Thậm chí bà còn tỏ thái độ đối với những người mà bà gọi là phản động, cho rằng họ chỉ làm màu khi tỏ ra bênh vực cho bà lúc bà đi tù. Nhưng bà thì không ân hận vì đã bị đi tù, bà sai thì bà chịu. Bà còn nói đây ẩn ý về một thế lực nào đó sau lưng nhà tu hành đáng kính, một kiểu chụp mũ kiểu tuyên giáo vậy. Bà nói thêm, quý vị tin tôi đi, tâm linh là có thật, cho nên đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Mình phải thần tượng ông bà tổ tiên mình, quê hương đất nước mình. Còn những người tu, họ tu cho bản thân họ, chứ không phải tu cho mình. Còn mình đi cúng dường cho họ để họ tu, chứ mình không có phước. Xem ra bà Nguyễn Phương Hằng muốn tấn công vào sư Thích Minh Tuệ. Không hiểu vì lý do gì mà bà Hằng lại hành động như vậy. Bởi bản thân sư Thích Minh Tuệ chưa hề công khai ai, cũng chưa công kích ai, thầy chỉ làm tròn những việc tu hành của thầy. Thầy cũng không nói là thầy tu cho ai cả. Thầy không nhận của bố thí bằng tiền bạc, vật chất giá trị. Thầy chỉ xin một ngày một bữa cơm chay và chỉ nhận đủ dùng. Còn nhớ khi sự kiện thầy Thích Minh Tuệ dậy sóng trên mạng xã hội, một số sư quốc doanh, trong đó công Thích Trân Quang, đã vô cớ tấn công cá nhân sư Thích Minh Tuệ. Đáp lại, vị sư này vẫn im lặng, không bất kỳ phản ứng nào. Tuy nhiên, kết quả là ông Thích Trân Quang thân bại danh liệt. Ông bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm. Ông cũng bị phanh phui dưới việc sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc giả, bị lôi ra bằng tiến sĩ luật của ông cũng là bằng mua, và dư luận vẫn đòi hỏi chính quyền phải điều tra cho ra lẽ. Ngoài ra, báo chí còn cho biết các công trình của chùa Thiền Môn Phật Quang xây dựng trên đất rừng không phép, nhiều công trình bị buộc phải tháo dỡ. Hàng loạt tai họa ập đến ông sư quốc doanh này mà không biết lý do vì sao như vậy. Có người cho rằng đó là quả báo, có người cũng nói rằng đó là do trời phạt, và cũng có người nghĩ rằng là do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nay mà Nguyễn Phương Hằng vô cớ tấn công sư Thích Minh Tuệ đang là đề tài nóng hổi, người hâm mộ bà cũng đã lên tiếng, trong đó có không ít người không nghe theo bà. Họ vẫn dành cho sư Thích Minh Tuệ sự kính trọng đặc biệt. Câu mà bà Hằng nói trong clip, quý vị tin đi, tâm linh là có thật, cho nên đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Có lẽ là nhắm đến sư Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, vấn đề tâm linh này sẽ vận vào ai thì vẫn còn phụ thuộc vào tương lai. Mọi người chỉ có thể chứng kiến và ghi nhận, không thể võ đoán được. Với tai họa kép dồn dập ập đến của ông Thích Trân Quang, có người cũng cho rằng đó là tâm linh là có thật. Tuy nhiên, đó là quan niệm cá nhân của mỗi người, không bắt buộc tất cả phải tin. Nếu bà Hằng tiếp tục khiêu chiến sư Thích Minh Tuệ, có lẽ những fan của bà cũng có lòng kính trọng với sư Thích Minh Tuệ, thì họ buộc phải chọn lựa. Họ chọn ai thì chỉ có thời gian mới trả lời. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Nóng bà Nguyễn Phương Hằng khiêu chiến thầy Thích Minh Tuệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.